Hello, hôm nay lại xin chào toàn thể anh em chăn nuôi đây ạ. Năm nay thì phải nói là chúc mừng bà con chăn nuôi quá nhỉ anh em nhỉ. Thì thực sự ra hôm nay em lại báo cáo cho anh em một chút, đó là cái giá gà của địa phương mình. Thì đến như mấy bữa trước thì cho anh em xem ở cái giá lần trước thì vẫn là đàn gà như thế này. 3 tháng cho đến 3 tháng 20 hôm thì là như lúc trước thì có ở cái mức giá coi như là 63 65. Thế nhưng mà đến như hôm nay, thời điểm của hôm nay bây giờ giá nó đã lên khác xưa và nó không còn như như lúc trước nữa anh em ạ. Đây như anh em nhìn đi. Gà nó như này. Thực ra con thì nếu bảo là so với mấy cái giá gà của năm nay và thị trường gà ấy, thì thực sự ra là nó rất khan hiếm, nó không cần phải yêu cầu lông mã, lông miếc hay là đẹp lọ kia nữa. Thì đây như anh em nhìn thế này thì anh em thử đoán xem là bây giờ nếu như ở địa phương mình xem là cái giá gà như này nó là bao nhiêu. Nhưng mà phải nói là năm nay thị trường lợn nó không có, dẫn đến là gà thì năm ngoái thì anh em cũng biết rồi, quá rẻ. So với cái mức gà thì nó rẻ như vậy thì đến năm nay là tất cả người chăn nuôi là chán không muốn vào nữa mà cũng có ít. Dẫn đến là năm nay là giá gà về cuối năm nay nó kéo theo. Thị trường lợn thì bây giờ ở địa phương em nó lợn hơi ý, thì nó cũng đang rơi vào coi như là hơn 100 rồi. Bây giờ nó thị trường lợn, quên, lợn móc, xin lỗi anh em nhé. Đấy là giá lợn móc, còn lợn hơi thì nó không đến. Giá lợn móc thì bây giờ ở chỗ địa phương của em thì là đang ở cái mức 105 cho đến 101. Mà về thị trường gà, thế là đâm ra là lợn là nó kéo theo, gà thì nó cũng lên. Bây giờ như gà này thì là ở hiện tại bây giờ là ở vườn của em là đang đang dao động ở cái mức coi như là 75 đấy, theo như của ngày hôm nay anh em ạ. Đấy, trên thì ớt, dưới thì gà, trên nữa thì là vải. Phải nói là năm nay quá tuyệt vời thị trường gà. Thì là nói thật với anh em là không phải là người dân chăn nuôi lúc nào cũng được may mắn như năm nay. Bởi vì là cũng có rất nhiều người là cũng chết dở vì những con gà và cũng chết dở vì những con lợn. Nhưng mà so với năm nay thì là lại được. Nhưng mà phải nói là được thì cũng là tùy vào từng người chăn nuôi chứ không phải là ai nuôi mà cũng được. Muốn nuôi được thì chúng ta lại phải nắm vững được cái kỹ thuật chăn nuôi. Thứ nhất là bệnh không có, không mất tiền thuốc men thì chúng ta sẽ dẫn đến là chúng ta nuôi thành công. Và thành công thì dù giá đắt hay giá rẻ hay giá như thế nào thì chúng ta vẫn là được ít hay được nhiều, thế thôi. Nhưng mà chúng ta không mất trắng tay. Tránh tình trạng như là em nói thật là với một người bạn của em, là hai vợ chồng, một vợ đi làm công ty, chồng thì lái xe công, nhưng mà lương tháng cũng vào 30 triệu một tháng ấy, nhưng mà bỏ ra được mấy trăm triệu. Thế là đùng một phát nghỉ nghỉ lái và đi về chăn nuôi. Thế là vội vàng đi vào coi như là 4.000 gà và 4.000 vịt, 4.000 ngan. À quên, xin lỗi anh em, đó là 1.000 gà, 1.000 vịt, 1.000 ngan, quên. Tức là tổng vào là 3.000. Thế là vội vàng vào quá nhưng mà kinh nghiệm trong tay là không có. Thế là dẫn đến là cái hậu quả là phá sản. Và anh em biết rồi, mỗi 1.000 đấy, thế là lợ quay ra lại lợ rất nhiều tiền. Thế là dẫn đến là hậu quả rất to lớn. Nên là khuyên anh em là đừng có thấy năm nay đắt vội vàng mà
bà con lại vào mạnh, mà hãy là cứ bình tĩnh, mình nắm vững được, mình phát triển nên nó từ từ thôi. Kiểu như là cũng như đi làm công ty cũng vậy thôi, chúng ta phải làm từ từ rồi nó mới lương nó mới cao lên được, chứ không phải là đùng một phát mà chúng ta có thể là kiếm ra được thành quả ngay. Bởi vì tất cả mọi thành quả không phải tự dưng mà có anh em nhỉ, tất cả nó cũng phải là trau dồi và nó có đến lúc có kinh nghiệm rồi thì mới được. Thì hôm nay là em làm cái này là cập nhật cái giá cả của địa phương em, và cũng hy vọng là toàn thể anh em cũng nắm bắt được giá cả, chứ không bị thương lái là họ ép giá để cho bà con là cũng có thể là bán sẽ thuận lợi hơn và được giá cả nó cũng đẹp hơn. Thì hôm nay em đăng lên đây thì cũng hy vọng là anh em nắm bắt vững hơn, và cũng xin chúc mừng cho tất cả bà con đang chăn nuôi và cũng đang chuẩn bị được xuất chuồng. Chắc video của em cũng xin tạm dừng đây. Nếu anh em nào thấy hay thì hãy cho em xin một like, chia sẻ, đăng ký kênh. Thì em cũng xin cảm ơn rất nhiều. Và anh em nào có nhu cầu gì về như là bị bệnh, bị bổng gì, hay là anh em nào có cần hỏi han về thuốc hay về cái vấn đề gì đấy, thì cũng có thể là comment ở bên dưới thì em cũng có thể là trả lời, hoặc là em làm một video hướng dẫn cho anh em xem. Thì cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em ở video sau.